Shopee mình tìm hiểu thì thấy được cái mũ hàng này giá rẻ nè các bạn, mà cũng có thương hiệu nữa. Bởi vậy mua về, mới vừa nhận thì trưa hôm nay, sẵn rồi quay video cho các bạn tham khảo luôn nha. Đó. Về cái sản phẩm này nó là hiệu là Kabushi da băng nha các bạn. Này hình như là thương hiệu của Nhật Bản đó các bạn. Cái mũ hàng này mình mua ở trên Shopee là 335.000 nha các bạn. Là được cái voucher là miễn phí ship á, mình chỉ trả có 335.000 thôi. Đó, bây giờ mình mở bên trong ra để anh em mình cùng tham khảo nha các bạn. Đó. Một màu cam rất là đẹp nha các bạn. Này nhìn cũng thấy bắt mắt lắm á. Rồi, cái dòng mũ hàng này á là nó xài công nghệ là cảm biến ánh sáng đó các bạn. Ở trên đây nó sẽ có hai cái cảm biến nè. Để mình mở ra cho các bạn xem nha. Cái này là cái miếng để bảo vệ cái khiến điện tử của mình bên trong đó các bạn. Đó. Bên trong là có cái khiến điện tử nè. Cái này là để khi nào mà mình hàng có ánh sáng độc hại là nó tối lại, còn khi mà bình thường thì nó sẽ sáng lên trở lại nha các bạn. Trên đây là cái chỗ mà để hút năng lượng này các bạn. Cái này là mình sử dụng pin, nhưng mà pin này tự sạc nha các bạn. Cái ánh sáng hàng của mình thì nó sẽ hút cái năng lượng vô đây, thì nó tạo thành cái năng lượng để cho cái máy, cho cái bộ phận điện tử này nó hoạt động. Đó, ở đây ngay trên đây là có hai cái cảm biến này các bạn. Đó, cảm biến ánh sáng đó. Rồi mình đã lột hết cái phần keo ra hết trơn rồi đó các bạn. Nhìn cũng rất là xịn sò các bạn. Đây nè, đây có logo của Kabushi da băng nha các bạn. Về cái chất liệu này á, mình cảm thấy là cũng chắc chắn lắm á. Về nó không có mấy cái gì ba vớ nè, nó không có bị đau tay. Đó, mình thấy nó hoàn thiện nó cũng tốt. Nhựa thì cũng chắc chắn đó nè, mà cũng nhẹ lắm các bạn. Nhẹ lắm nha, mình đội nó không có bị nặng đâu. Đó, bên đây thì có nút dặn nè, một nút dặn nè. Bên đây cũng có cái nút dặn điều chỉnh nữa. Đó. Còn cái nút này á, là mình điều chỉnh về cái lượng ánh sáng, cái kính hàng của mình đó các bạn. Này thì mình chỉnh, đây là mình tắt nè, rồi mình mở lên nè, thì nó sẽ nhảy cái. Hồi mình hàng thử rồi mình quay lại cho các bạn xem thử thực tế luôn. Còn ở bên trong này thì mình để coi có cách nào để mình quay bên trong được không. Rồi mình gỡ cái phần đai đầu ở bên đây ra nè các bạn, để quay bên trong cho các bạn xem cho nó dễ nha. Đó, bên đây là nó có cái thông số kỹ thuật của cái kính hàng điện tử nè các bạn. Rồi giờ mình quay cho các bạn xem thực tế là cái kiến hàng bên trong mình nhìn sẽ như thế nào nha các bạn. Đó, nó sẽ như thế này nè các bạn. Khá là ok, khá là rõ các bạn. Rồi bây giờ để mình ra mình hàng thử, mình quay cho các bạn xem thử nha. Rồi mình chuẩn bị máy hàng xong rồi, bây giờ mình hàng thử cho các bạn tham khảo nha. Dám trên cây sắt la thử cho sao. Đây cái này mình gỡ ra cho nó rộng, nó thở mát đi, zoom ra đi cho nó nhìn thấy nó rõ ha. Giờ mình để chế độ thì cái núm này là mình để mình dặn cái chế độ là lớn nhất nha các bạn. Núm này là lớn nhất. Đây các bạn nhìn thấy là có hai cái núm này nè, thì bây giờ mình chỉnh là dặn cho nó về cái mức nhỏ nhất đi, rồi một lát rồi mình chỉnh từ từ lên thử cho coi nó như thế nào ha các bạn. Đó, nhỏ nhất, nhỏ nhất. Nhỏ nhất luôn nha. Rồi mình bắt đầu mình hàng thử nha các bạn. Nó tối lại đó các bạn. Nó buông ra là nó sáng ra. Nó mình chấm là có tia lửa là nó tối lên nè các bạn. Mình buông ra là nó sáng trở lại nha các bạn. Đó, thấy cũng ok đó các bạn. Đó. Này cũng tiện lắm nè các bạn. Xài cái này nó đỡ hại mắt. Cái kiến này là kiến màu xanh nè, bởi vậy nó sẽ lọc được các loại tia, từ tia tử ngoại, tia hồng ngoại cho tới các loại tia độc hại các bạn. Đó. Bây giờ mình chỉnh thử cái chế độ ở ngoài đây đi ha. Zoom lại. Chế độ này mình đang để là cao nhất nè. Bây giờ mình chỉnh nó ghi là mức 10, nó có số đây nè, 13 nè các bạn. Giờ mình chỉnh lại mức 11 thử coi sao. Đó, ở đây nó có cái số 11 nè. Chỉnh lại mức 11 coi nó có khác gì không nha các bạn. Đó, như là ánh sáng của nó sáng hơn các bạn. Cái lúc mà tối á thì ánh sáng nó sẽ sáng hơn chút xíu.
cái này thì mình nhìn thấy cũng rõ nè, cũng ok á, rõ hơn đó, là tức là lúc mà nó sập tối xuống á, thì nó sẽ cái ánh sáng của nó sẽ sáng hơn là cái lúc mới nãy, cái nãy là nó tối thui nhìn chỉ thấy con đốm nhỏ thôi đó. Này mình mở mũ ra mình hàn cho các bạn xem nè các bạn, đó lửa nó sáng gì đó rất là ghê nha các bạn. Hàn mình chế đồ được nhiều đó, mình cũng lên tắm một cái ánh sáng nó rất là dữ luôn. Con sáng hàn này nè có rất là nhiều tia, có hại cho sức khỏe của mình đó. Nãy giờ là mình đeo vô nè rất là đã luôn xài rất là thích luôn các bạn. Mình bắt đầu mình thử mình chỉnh cái núm này thử coi nó sẽ như thế nào các bạn. Vẫn giữ nguyên cái núm này ha, núm này mình chỉnh về cho nó mắc luôn đi đó. Thì nó tối nè, xong cái nó để lâu một chút xíu thì nó mới sáng lên lại cho mình nha các bạn đó. Nó là vậy, nó để rất lâu. Thôi vậy thôi, cái này chắc mình chỉnh về cái mức thấp nhất đi cho nó lẹ. Mình hàn xong rồi cái mình mở lên là nó sáng liền các bạn nè, xong cái nó sáng liền nè đó, sáng liền là ok đó vậy thì nó hợp lý hơn á. Rồi bây giờ mình thử tới cái, bây giờ thử cái núm này đi ha các bạn. Núm này giờ mình cũng chỉnh là maximum luôn đi coi nó như thế nào. À cái núm này nó tức là khi mà có ánh sáng, có một cái ánh sáng nhỏ xíu như nó nhạy sáng, tức là có ánh sáng bự hay ánh sáng nhỏ gì đó, ánh sáng nhỏ xíu luôn là nó vẫn tối lại nha các bạn đó. Ánh sáng mà chút xíu luôn, ánh sáng nhỏ thôi là nó cũng đã tối lại rồi đó. Còn mình chỉnh cái này mình chỉnh về cái mức nhỏ nhất nè, ánh sáng mà nó lớn á nó mới hoạt động thôi, còn ánh sáng vừa ánh sáng nhỏ thì nó không có nhạy cho lắm đó. Thì chắc giờ mình xài chứ cũng để mức thấp nhất thôi các bạn ơi, mình thấy vậy là nó cũng phù hợp rồi. Theo mình thì mình cảm thấy là vậy là ok nhất. Còn các bạn nào mà đã từng xài những cái kính hàn điện tử này có kinh nghiệm thì có gì bình luận chỉ cho mình biết nha. Hoạt động của cái mũ hàn điện tử này nó là như vậy các bạn. Rồi có đồ chơi mới để xài rồi, cái này thì mình gắn lại cái nịt rồi mình đổi đầu mình xài à, là ok rồi. Rồi sau khi mình test xong cái mũ hàn này thì mình cảm thấy rất là hài lòng nha các bạn. Giá cả phải chăng mà xài cũng rất là ok luôn, độ nhạy thì cũng khá ngon đó, theo mình đánh giá là phù hợp với mình sử dụng ở nhà nha các bạn đó. Các bạn nào mà có nhu cầu thì cứ lên Shopee, hoặc là mình để cái đường link của Shopee ở dưới đó, các bạn cứ lên đó mình tham khảo để mình lựa chọn một cái sản phẩm mà phù hợp với túi tiền của mình nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.